Hello, xin chào các bạn đến với ATP Club Channel. Mình là Huy Thịnh ATP. Và hôm nay cái chương trình ngày một mã mình lại giới thiệu một cái mã nữa. Làm thiệt, ăn thiệt. Dạo này riết rồi hình như có hơi bị ghiền đánh penny thì phải. Không biết là cái thói quen này nó là xấu hay là tốt đây. Nhưng mà đôi lúc đánh penny riết một cái cảm nhận về những cái con mà dành cho những khách hàng lớn á, những con thanh khoản cao hay là cái đường đi của nó, cái lối suy nghĩ của mình nó sẽ bị hơi bị sa đà ha. Mà thôi, sa đà thì sa đà. Nhưng mà cứ thấy có mã được được thì cứ giới thiệu thôi ha. Một con penny mới tò ve trên thị trường nhưng mà lại là trúng cái nhịp mà mọi người đang hô hào về sóng ngân hàng, đúng không? Mình không biết là nó là sóng biển hay là sóng hồ hay là sóng ao hay là sóng trung mương đập thì mình cũng không có biết lắm, nhưng mình thấy có khả năng ăn được thì mình giới thiệu với mọi người thôi. Cái con VIB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á ha. Nói mà về khung lớn ha, không có gì để coi. Khung trung bình ha, cũng không có gì nhiều để coi. Chúng ta sẽ coi ở khung đồ thị daily được rồi ha, với khung đồ thị ngắn hạn thôi. Đó. Ở đây thì chúng ta thấy là một cái nền tích lũy của nó là cực kỳ ha, cực kỳ trong khoảng khoảng thời gian là 2 tháng vừa qua. Đó. Nhưng mà ở đây cái nền tích lũy của nó vẫn rất là tuân thủ cái nền này, nó không có một cái dấu hiệu nào mà nó chèn ép quá mức, và mỗi lần nó chạm cái nền này nó đều rút chân, chạm cái nền này rút chân. Và khi sự tích lũy này nó chặt chẽ đến một cái mức mà hai cây Tenkan Kijun này đây nó chập là một lại đây nha, thì ngày hôm nay đã có dấu hiệu bứt phá lên. Nếu mà nói về con này thì thực ra mình đã có vào thăm dò một cái lệnh ở giá 17.1 lúc sáng này rồi, lúc khoảng 9 giờ rưỡi nha, khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Và cái lệnh này thì chúng ta vẫn có thể là có điểm để gia tăng, hoặc là những anh chị nào vẫn thích đánh penny mà chưa có cái mã nào thích thú á, thì cũng có thể chơi được con này ha. Penny thì chơi theo kiểu penny thôi, quan trọng là quản lý vốn và điểm vào của nó thì vẫn còn. Và kỳ vọng ở trong cái nhịp của ngày thứ hai sẽ có một cái nhịp mà nó điều chỉnh khoảng về 17.5, thì cái phần giá 17.5 này là một cái phần giá rất là phù hợp để chúng ta có thể là, như mình thì là mình là phần giá để gia tăng, bởi vì mình mua là giá 17.1. Còn nếu các anh chị nào chưa điểm vào thì đây cũng hay là điểm vào mới và điểm giá là 17.5. Nếu nói mua thì phải có nói điểm cắt lỗ đâu, cắt lỗ ở phần giá 16.6, gãy cắt ha, gãy 17.7 rớt xuống 16.6 cắt, không chần chừ đánh penny nhanh gọn, không có lừng sừng, ta phải làm việc nó rõ ràng dứt khoát. Để mục tiêu đâu, mục tiêu ngắn hạn là ở đây, đó là giá 19. Mục tiêu ngắn hạn là giá 19, nếu anh chị đánh T cộng thì trên mục tiêu đó thôi. Còn nếu mà anh chị quyết tâm để nuôi nó lâu bền hơn thì chúng ta sẽ có một cái mục tiêu tiếp theo của chúng ta nữa, đó là cái phần giá là ở đây là giá 19. Còn ở đây mục tiêu ta nuôi lâu hơn đó là sẽ cái phần giá đây ha, đó là cái phần giá mà lên tới cả 20 tới 20.5 nhưng mà nuôi lâu. Thế thì mình nghĩ thì các anh chị cũng chọn cho mình một cái mốc hợp lý đối với bản thân, bởi vì cái sự gồng mỗi người mỗi khác luôn, chuột to chuột nhỏ, cơ bắp nhiều cơ bắp ít, nó liên quan tới phần vốn và tâm lý, cho nên mình sẽ không ép buộc ai với ai cả. Các anh chị có thể là canh khoảng giá 19 là chốt lời được, cũng có thể là nuôi lâu dài đó để chờ đợi những mốc xa hơn, hoặc phương pháp 50-50 đó là lên tới 19 chúng ta chốt 50% và phần còn lại chúng ta nuôi ha. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể lựa chọn ở đây, đúng không? Rồi, con này đầu thị cũng không có gì nhiều để nói vậy là cũng quá nhiều rồi đúng không? Thôi chúc anh chị thành công vậy chứ còn không có gì hơn. Hẹn lại các anh chị ở mã lần sau nha. Các anh chị nào chưa có trở thành thành viên ATP Club Channel á thì bấm cái nút subscribe ngay bên dưới để luôn luôn có thể là nhận được những cái tin tức, nhớ luôn cái nút chuông nhỏ ngay bên cạnh luôn nha. Thế thì chúng ta sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những buổi livestream, những buổi review, bình luận về cái sản phẩm của ATP đó, rồi những cái clip mới để cho các bạn những cái mã mà đầy tiềm năng, đúng không? Còn nếu các bạn có nhà hứng kết bạn với mình thì cứ có số điện thoại ở bên dưới nha, đó, cứ kết bạn Zalo thôi, đơn giản phải không? Hy vọng chúng ta sẽ có dịp để trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau, cùng nhau đi trên thị trường này nhiều hơn. Kết bạn cũng đơn giản đúng không? Rồi, chúc các anh chị một cái cuối tuần sức khỏe, vui vẻ, bình an. Hẹn gặp lại các chị vào mã lần sau ha. Peace.